Hiện toàn tỉnh Hà Giang có gần 180.000 con bò vàng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trung bình gần 5.000 tấn một năm. Bò vàng có năng suất thịt cao, chất lượng thịt thơm ngon. Các địa phương đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò vàng theo hướng hàng hóa, khuyến khích các hộ nuôi theo hướng trang trại ra trại, xây dựng chuỗi liên kết giá trị thịt bò khép kín từ khâu con giống đến khâu chế biến sản phẩm.